Đây là món ăn gia đình ạ, món thịt lợn xào ạ, vừa đơn giản và vừa ngon ạ. Bạn hôm nay mình làm cái video về món thịt xào á, vì Tết đến ấy, ăn Tết xong ấy thì mình muốn ăn lại những món ăn gia đình á. Nên hôm nay mình làm món thịt xào. Để làm món thịt xào thì trước tiên là mình sẽ ướp gia vị trước. Ở đây là mình ướp với bột ngọt cho thịt nó ngọt nó đậm này. Một chút bột ngọt, muối muối thì các bạn cho theo khẩu vị nhé. Đây mình cho gần một thìa cà phê thôi ạ, và nước mắm, mình cho 1/4 thìa cà phê cho nó thơm ạ, đừng cho nhiều. Và các bạn đảo đều cho mình, sau đó các bạn đập cái phần hành thơm ấy bên cạnh này vào ướp cùng nhé. Và các bạn ướp để muốn thịt xào này nó ngon thì các bạn ướp cho mình ít nhất là 20 phút nhé. Nếu có thời gian này cất trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng. Mình ướp bên ngoài, nếu ướp bên ngoài thì ướp dưới 30 phút nhé, vì cái hành tím nó sẽ làm cho thịt dễ bị chua ấy. Thịt xào phải có ít hành tím nó mới ngon ạ. Rồi ướp này xong, đập hành tím này. Ướp 20 phút cho mình. Trong khi chờ đợi thì các bạn đi chuẩn bị cái chảo để sau tí nữa mình sẵn sàng xào thịt không nhá, không xào lẫn cái gì ạ. Thịt này xào xong ăn với cơm trắng rất là ngon ạ. Đây là mình dùng là thịt vai ạ. Các bạn có thể dùng thịt ba chỉ nhé. Khi thịt đã ướp được đủ thời gian nhé, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo để mình phi thơm một ít hành. Và lưu ý là vì mình lúc nãy mình ướp mình không cho dầu ăn đấy, cho nên khi mà xào này thì mình phải cho ít dầu ăn nhé, để phi hành nhé, và để cho thịt nó ngon hơn đấy, mềm hơn đấy, không cho nhiều nhé, cho ít hành vào phi. Các bạn dùng hành tím, hành tây hay là hành phủ đều được nhé, hoặc đầu hành lá cũng được nhé. Để cho thịt nó chín. Và nhớ là thịt xào nó thái nhỏ nhé. Thịt xào thái mỏng, mình nói nhầm. Khi xào ấy, thịt nó tầm ra nước, nên các bạn không lo là mình xào lửa to thì thịt nó bị cháy. Thì trong thịt nó vẫn có nước, nó sẽ ra nước. Và bây giờ chỉ cần xào cho thịt nó khô là được. Con lợn này nhà mình ấy nó hơi già ấy, cho nên khi bì của con lợn này ăn nó rất là giòn và dai. Khi thịt xào xém một chút như này là được rồi nhé, mình tắt bếp nhé. Thái miếng hơi nhỏ vì nhà có bé nhỏ ấy. Cái này thì nó phải cắt. Bạn nào thích ăn tiêu ấy, thì có thể rắc một ít tiêu lên trên như này. Món thịt xào này tuy đơn giản nhưng mà khi mà ướp trước gia vị ấy, thì chúng ta ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Thịt thì ngọt, mềm bên trong, bên ngoài thì cứng. Và đặc biệt là cái da rất là giòn và gia vị thì ngấm đều vào ngọt. Bạn nào thích ăn tiêu rắc một ít tiêu lên trên nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình ạ.